Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tùng đây. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một chiếc xe Smart Villain 200 độ đời form Scrambler. Đây. Đó. Con này anh em chưa upload được luôn nha. Hơi bị mạnh luôn á. Đây. Ngày đầu tiên bên mình đã độ lại cái bề cao cho em nó. Đây. Bề zin luôn nha anh em, không cần cắt ngắn gì luôn nha, chỉ là một cái bát rồi đổ cái bề cao lên thôi. Đó. Đó. Đây, anh em thấy gì hay không? Đó. Đây là cây bô zin của Đúc 390. Đó. Mình đã cắt ngắn lại và đi lại cho em nó một cái đường cổ khác luôn. Đây, bỏ bầu luôn nha anh em. Đây. Mình quay vào bên này cho anh em xem. Thì cổ zin của nó sẽ đi xuống dưới này. Nó sẽ đi xuống dưới này. Đó. Còn bên mình đã làm lại một cái đường móc này vào trong sườn. Đó, đi lại cái cổ luôn, bỏ bầu luôn. Đó. Đây. Đó, bỏ bầu. Bộ này bên mình móc nhẹ là rồi nha anh em. Em ấm ù. Đó. Anh em nhìn coi có chiến không. Thì bên mình đang đi một cặp vỏ V-Rubber cho em nó. Đây. Đây mình quay cho anh em xem. Đây. Đằng trước là size 110, 90 và 17. Rubber nha anh em. Còn đằng sau thì bên mình đang đi là 140, 80, 17. Đây, V rubber đây. Đó. Con này là bên mình tháo trắng bùn luôn rồi nha. Đây. Biển số thì bên mình làm một cái bát. Đó. Đúc biển số vô. Đây, biển số là đưa lên cao luôn. Đó. Anh em nhìn coi có chiến không. Con này là bên mình là đã tháo cái bảo vệ gầm luôn rồi nha anh em. Nên là cái nó sẽ cao hơn một xíu. Đó, anh em chỉ upload thoải mái luôn. Giờ mình test thử tiếng vô nó cho anh em nghe thử nha. Đây, đồng hồ của em ở đây. Thank you.
Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình.